Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chăn Úc cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã đến thăm và động viên các chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các trạm, tổ, chốt biên phòng trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ, gồm trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chốt bờ kinh J1 thuộc đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây. Báo cáo giai đoạn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên đoạn biên giới gần 14 km đồn phụ trách. Đặc biệt công tác phòng chống dịch được đặt lên nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn nội biên hai xã phụ trách cũng như trên toàn địa bàn huyện Đức Huệ và hai xã ngoài biên đối diện cũng như huyện Chanh Tria không có trường hợp phát sinh bệnh và lây nhiễm COVID-19. Tại chốt kiểm soát phòng chống COVID-19, bờ kênh J1 thuộc đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán đã phát hiện bắt giữ lập hồ sơ 9 vụ 6 đối tượng, trong đó xuất nhập cảnh trái phép 2 vụ, buôn lậu 6 vụ, tang vật thu giữ hơn 9.000 gói thuốc lá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chăn Úc biểu dương tinh thần các chiến sĩ đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để bám trụ 24/24 nơi tuyến đầu, làm tốt việc kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh từ các cửa ngõ nơi biên giới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chăn Úc trao các phần quà nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt. Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chăn Úc chỉ đạo các đơn vị quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa về điều kiện sinh hoạt cho lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là các chốt ở khu vực biên giới, đảm bảo điều kiện an toàn cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong mùa mưa tới. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đến thăm động viên các cán bộ chiến sĩ nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp 10, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng và Trạm Kiểm soát Biên phòng Long Khốt nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2021. Qua thông tin về tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị, trao đổi chế đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ y tế cùng lực lượng chức năng đang ngày đêm ra sức hoàn thành tốt sứ mệnh và trách nhiệm của lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Qua đây, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa chúc những chiến sĩ áo trắng tiếp tục cố gắng đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu với đại dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.